Trong khung giờ này phải nói là chúng tôi rất là vui khi mà có thể là giới thiệu đến quý vị một lần nữa về một cái món ăn gọi là món ăn truyền thống của Hàn Quốc luôn quý vị ha. Mình ở Việt Nam mình không cần phải đi Hàn Quốc nhưng mà mình vẫn đảm bảo là có đầy đủ những cái hương vị từ Hàn Quốc đưa về Việt Nam mình. Và đặc biệt nha, nhấn mạnh ngay từ đầu luôn là số lượng nè và quà tặng nè và về mức giá là chúng tôi đang có một cái mức giá độc quyền luôn. Ai mà đã từng ăn cái canh gà hầm sâm rồi thì trong chương trình này đừng quên đặt hàng cùng với chúng tôi nha. Đúng rồi thưa quý vị, bây giờ mình không cần phải đi Hàn Quốc nữa mà ngay bây giờ mình sẽ có một combo độc quyền quý vị nha. Mức giá dùng thử hấp dẫn chưa từng có quý vị nha. 3 túi canh gà hầm sâm sản xuất và nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc về Việt Nam. Mỗi túi là 1kg luôn. Mức giá chỉ là 699.000 đồng. Mà chúng tôi còn tặng ngay và liền cho quý vị là có thêm trà sâm đến từ Hàn Quốc nữa. Vừa có canh gà hầm sâm nha quý vị, mà vừa có thêm đó chính là gà nước trà để uống kèm nữa. Thì quá là tuyệt vời quý vị nha. Thưởng thức ngay bây giờ để có ngay một mức giá đặc biệt hấp dẫn như vậy. Và đây là mức giá độc quyền chỉ có trên VTV Hyundai thôi hả? Cho nên là phải nhanh tay quý vị ơi. 3 túi canh gà hầm sâm Hàn Quốc 1kg một túi quý vị. Thử tưởng tượng xem bên trong á mình sẽ có biết bao nhiêu những cái hương vị á. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy trên tay ly hay là một gói như thế này. Ai mình từng đi Hàn Quốc rồi quý vị? Ai mà mình có con rể con dâu là người Hàn Quốc quý vị ơi, chắc chắn là phải biết tới cái món là canh gà hầm sâm. Mà nhà mình để ý ha, ở Hàn Quốc là cực kỳ thịnh hành những cái gói canh gà hầm sâm như thế này. Đúng luôn rồi, thậm chí là trên cái kênh gọi là TV Home Shopping Hyundai của Hàn Quốc là có cái sản phẩm này giới thiệu luôn, quá uy tín quý vị ạ. Đây, nhập về Việt Nam mình thì có luôn cả là tem nhãn phụ cho quý vị về mình đọc thoải mái các cô các chú ha. Một tuần á mình tẩm bổ một lần cũng được ạ. Và thay vì quý vị phải tự tay làm từng chút thì bây giờ đây có trong này hết rồi. Mình đếm xem cái thành phần của nó sẽ có gì nha. Bây giờ thử tưởng tượng quý vị, một cái nồi canh mà to như thế này, nguyên cả con gà hầm như thế này, đã không quý vị ơi? Vậy thì mình cần phải mua gì đây? Mình sẽ có là hành baro này quý vị ha. Đó, rồi mình sẽ có là gạo chẳng hạn nè. Rồi mình còn có thêm nữa là gì quý vị? Hạt dẻ nè, táo đỏ nè, tỏi nè, rồi thêm nữa là gạo nếp nè quý vị. Đặc biệt nha, nhân sâm tươi quý vị ơi. Rất bây giờ quan trọng nha quý ví dụ như là em mua hết những cái nguyên liệu này về cho Trinh có đảm bảo là Trinh sẽ nấu ngon giống như ở Hàn Quốc hay không? Em là em không tự tin rồi đó. Ly làm cái này là làm khó Trinh quá luôn rồi đó, là bởi vì là nếu như mà Ly đã rất là có tâm khi mà mua sẵn từ nguyên liệu như vậy, nhưng mà Ly có biết rằng là chúng ta nếu như mà tận dụng những cái nguyên liệu như thế này, đặc biệt là sâm tươi mà nó không đúng cách thì nó sẽ cũng không có được cái nước canh gà dinh dưỡng như là người Hàn Quốc họ dùng cho từng cái bữa ăn hàng ngày. Quý vị ơi, đến Hàn Quốc đó quý vị, cái sản phẩm như thế này là quý vị, túi canh gà này nó bán đầy ở trong siêu thị luôn và những cái cửa hàng ở sân bay quý vị nhé. Là bởi vì sao ạ? Họ dùng hàng ngày cho những bữa sáng nè, những bữa trưa nè, những bữa chiều tối, và nhất là đối với những người lớn tuổi đó quý vị, khi mà sức khỏe của họ đã bắt đầu lão hóa theo thời gian. Mà ở Hàn Quốc thì Ly biết rồi, rất là lạnh, bốn mùa thì rõ rệt quý vị ơi, cái sự thay đổi về thời tiết và chúng ta không có tăng cái sức bền từ ở bên trong đó thì những người lớn tuổi dễ đau đầu, dễ chóng mặt, dễ mất ăn mất ngủ và dễ cảm vặt lắm quý vị. Chưa kể là cả là những chị em phụ nữ đó nha quý vị nhé. Khi mà chúng ta vừa phải làm việc gia đình nè, rồi vừa phải làm việc ở bên ngoài nữa quý vị, thì rất là vất vả luôn. Đó chính là lý do tại sao mà trong những bữa ăn truyền thống người Hàn Quốc từ xưa đó Ly ơi, là đã có kết hợp sâm tươi rồi trong bữa ăn hàng ngày, rồi có thêm là những cái thành phần như táo đỏ nè quý vị, rồi cả là thịt gà nữa quý vị nhé. Nhưng mà bây giờ thì cuộc sống bận rộn hiện đại rồi nên không phải ai cũng đủ thời gian. Đây là câu chuyện không phải chỉ ở Việt Nam của mình đâu mà của tại Hàn Quốc luôn. Đó, cho nên là khi kết hợp lại ở đây là vừa có sâm tươi trong từng cái túi canh gà quý vị nha. Và quý vị biết rồi đó, Hàn Quốc là thủ phủ của nhân sâm thế giới. Nói về sâm Hàn Quốc thì nó có rất là nhiều saponin, bên cạnh đó lại còn có thêm vitamin và khoáng chất nữa, và thường được dùng trong cuộc sống hàng ngày để chế biến những cái món ăn giúp tăng cường sức khỏe, và nhất là cho những người ốm yếu và chúng ta cần phải phục hồi năng lượng của mình quý vị nha. Thì ở đây quý vị đã có sâm Hàn Quốc rồi thì mình chả còn phải lo gì nữa ha. Chính xác luôn quý vị, và nói tới sâm Hàn Quốc là nói tới đặc sản của Hàn Đúng Quốc rồi. Vậy thì các cô các chú ơi, mình đã
ăn cái đặc sản này hay chưa đó. Cái củ sâm á, mà nấu cùng với lại là thịt gà nè, rồi thêm là táo đỏ nè, rồi hạt sen nè, rồi tỏi. Quý vị thấy toàn là những cái vị mà nó kết hợp với nhau cực kỳ bồi bổ cho sức khỏe của mình luôn. Tại sao người Hàn Quốc quý vị thấy là người lớn tuổi á, đặc biệt là các cô chú lớn tuổi mà da dẻ vẫn rất là hồng hào, là họ có cái chế độ ăn sâm trong cái gọi là thực đơn hàng ngày luôn. Bây giờ quý vị ơi, Ly thấy là mình cứ đặt một đơn hàng đi, thậm chí là mình cũng gọi là làm việc vất vả biết bao lâu nay rồi, một tuần quý vị tẩm bổ giúp Diệu Ly một lần cũng được. Hoặc là cái đơn hàng này quý vị lấy về đúng không? Cái này nó quá ngon rồi, nó có sâm bên trong, nó có gà bên trong, nó có hạt sen, táo đỏ, vân vân. Ở bên trong đó, bây giờ nếu quý vị ra bên ngoài mua một gói này nè, nhà mình để ý giúp Diệu Ly, một gói này là 1 ký, 3 gói là quý vị 3 có 3 ký. Dạ, rồi. Mà với cái mức giá quý vị thử đoán tầm xem bên ngoài á, người ta có lấy quý vị là gần cả triệu hay không. Mình cứ thử tưởng tượng đi, cả 1 ký canh gà hầm sâm đâu phải ít đâu mà 3 gói luôn. Nhưng mà chúng tôi độc quyền ở chỗ nào? Thứ nhất về mức giá kết hợp với quà tặng quý vị ha. Để mình có thể tẩm bổ và tẩm bổ mình khỏe mạnh hơn quý vị ơi. Quà tặng hôm nay quý vị được tặng thêm nữa, đó chính là 100 gói trà sâm quý vị nha. Đó. Và đây là mức giá dùng thử chỉ có 699.000 đồng mà thôi. Ly hồi nãy Ly có nói vui với Trinh là như thế này nè quý vị. Chị ơi, Ly vô phim trường á, Ly thấy mức giá này là Ly nói với Trinh liền: chị ơi, cái này á, nhiều khi là người Hàn Quốc á, mà họ ở Hàn Quốc là chưa chắc đã có được cái mức giá này đâu. Đồng nhiều khi chứ luôn. Mà nhập về Việt Nam mình chứ mà mình lại có cái giá tốt hơn. Tại vì là mình đang được giới thiệu với cái giá dùng thử. Đúng rồi. Em nhớ lúc mà em qua Hàn Quốc á, thì lúc mà em đọc cái thông tin trên này nó có một cái chữ tiếng Hàn mà khi Ly đọc lên thì Ly bật cười luôn. Tại vì lúc mà Ly qua Hàn Quốc thì bạn Ly có nói với Ly câu này nè là: Ly à, Hàn Quốc truyền thống xịp bông một cái lễ á, là có nghĩa là Ly ơi có muốn ăn thử là đồ truyền thống Hàn Quốc không? Cái xong Ly mới nói là thằng nhóc là gì? Đương nhiên rồi ăn chứ. Thì bạn ấy đưa ra một cái tô canh gà hầm sâm. Là lần đầu tiên em ăn cái củ sâm mà tươi hầm với canh gà luôn chị. Như vậy thì đó, chắc chắn là cái lần đó là kỷ niệm rất là đáng nhớ của Ly được ăn cái đặc sản của Hàn Quốc như vậy. Mà trong cái đặc sản này đó quý vị, nó không chỉ có phải là sâm tươi như là Ly đã được thưởng thức trực tiếp đâu, mà quý vị khi mà mua về mình cũng sẽ thưởng thức trực tiếp luôn. Mà mình còn có thêm cái thành phần rất là quan trọng ở bên trong, đó chính là từ gà. Mà quý vị có biết không ạ, thịt gà quý vị, nó là một cái loại động vật rất là tốt nếu như chúng ta biết cách chế biến đúng cách. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì thịt gà có vị ngọt và dễ ăn nha quý vị, và đặc biệt là tính ấm trong cơ thể của chúng ta, và bên cạnh đó là nó không có chứa những cái độc tố gây hại cho cơ thể của mình, ví dụ như là không phải là thịt đỏ khác mà nó làm cho chúng ta bị dư quá là nhiều những cái loại acid uric chẳng hạn. Và bên cạnh đó đó quý vị, cái hàm lượng protein của thịt gà rất là cao luôn, nhiều vitamin khoáng chất và được dùng để bồi bổ cơ thể. Cho nên quý vị để ý đi, những ai mà giảm cân thì thường á là họ sẽ dùng những thịt gà trong cuộc sống hàng ngày của mình. Bởi vì sao quý vị? Vừa đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng mà vẫn có được những cái hương vị thơm ngon, mà trong cái bữa ăn truyền thống người Việt Nam mình vô tình sao mà cũng có những cái món ăn được chế biến từ gà để mà đáp ứng cái nhu cầu của mình. Rồi còn bây giờ nè quý vị thấy là một cái nồi lẩu đang ở sôi sùng sục thơm ngon, nghi ngút khói như thế này. Nhưng mà quý vị có biết rằng là lúc phản khoảng lúc nào chúng ta cũng có thể là nấu được như vậy, mặc dù là nguyên liệu đâu quý vị, Trinh và Ly đã chuẩn bị hết rồi quý vị nha. Nhưng lúc này đây thì thay vì quý vị mất thời gian thì chúng tôi sẽ tiết kiệm cả nhà của mình. Rồi bây giờ thì Ly ha, mình sẽ sẵn sàng đây để cho quý vị là chúng ta tự mình chế biến được ngon như vậy. Thì ở đây rất là đơn giản thôi, đầu tiên nha quý vị nha, mình sẽ lấy ngay đó chính là một cái nồi súp canh gà hầm sâm của Hàn Quốc. Rồi bây giờ mình để một cái nồi chưa có gì hết, nhưng ngay lập tức chúng ta sẽ có rất nhiều thứ có vị bên trong đây. Với cái sản phẩm ngày hôm nay đó chính là những cái túi canh gà hầm sâm đặc biệt đến từ Hàn Quốc như thế này. Nhanh gọn, chắc là trong khoảng 15 giây thôi mình có cái nồi lẩu mới nha Ly ha. Là quá thích đúng không chị? Tính ra như vậy là luôn. Nói nồi lẩu thiệt sự là không có ngoa luôn các quý vị, tại vì nó nhiều lắm. Người Hàn Quốc thì họ gọi là những cái túi canh gà hầm sâm. Nhưng mà ở đây quý vị thấy là một túi như thế này là 1 kg, và chúng tôi phải nhắc với quý vị là hôm nay mình đem về 3 túi canh gà hầm sâm là mình có tới 3 kg. Trong này có gì ạ? Đương nhiên là có gà rồi. Rồi còn có thêm nữa là hạt nếp nè, rồi gạo nè quý vị ha. Đảm bảo cho nhà mình. Đây là nước, cái nước này nó cực kỳ ngọt chất và cực kỳ thơm. Rồi, đặc biệt bổ sức khỏe. Quý vị ơi, bây giờ thì đâu có cần phải lo lắng là mình nấu làm sao cho nó ra được. Đó là cái đúng là cái cách truyền thống của Hàn Quốc nè. Rồi mình nấu làm sao cho đảm bảo được cái dưỡng chất ở bên trong có sâm tươi. Rồi. Mình nấu làm sao mà cho nó bổ dưỡng, mà mình nấu làm sao mà người nào ăn cũng khen ngon hết. Mà mình nấu làm sao để cho nó tiết kiệm thời gian quý vị. Thì bây giờ Trinh và Ly vừa đổ trực tiếp ra ngoài nồi thế này. Thì bây giờ quý vị đừng có rời mắt khỏi màn hình nha. Ở nhà của mình á, mình
có dạ. tới 3 túi là 3 kg rồi. Bây giờ tha hồ mình cho một chút nấm kim châm nè, dạ. một chút baro nè, rồi thêm hả là giá hali ha, dạ. rồi thêm cái bạch quả nè, tức là mình thích những cái loại nấm thêm vào quý vị thì mình cứ cho vào bên trong, dạ. rồi có nhiều người cứ cho thêm táo đỏ vào giúp cho mình ăn ngon, ngủ ngon hơn nha quý vị ơi. Thật ra là quý vị có thể kết hợp thêm như thế này chứ vốn dĩ là trong cái phần ngon nước của nó đó quý vị quá, ha, là người ta chế biến trong cái phần nước này nó cực kỳ bổ luôn. Thì Ly rất là khuyến khích quý vị á, là làm gì ạ? Đó chính là mình hãy làm gì quý vị ơi? Quý vị giúp Ly như vậy nè, một tuần mình tẩm bổ một lần thôi một cũng lần. Được. Một rồi. Lần thôi cũng được quý vị ạ, tại vì nó quá bồi bổ rồi. Giống như là cuối tuần á mình về quê thì mình hay làm cho ba mẹ mình là cái gì quý vị? Những cái nồi canh thật là ngon, mình cũng hầm gà lên. Đó. Những cái món ăn mà liên quan tới gà thì Việt Nam mình cũng có rất là nhiều những cái món truyền thống, ví dụ như là gà bó xôi chẳng hạn, thì bên trong này nó cũng có luôn quý vị ha. Đúng cái rồi. Nước nó rất là ngọt, về nhà chỉ cần quý vị mà mở ra thôi là cảm thấy cực kỳ là thích rồi đây, nha quý đây. Vị nha. Nhưng mà có một cái này hay lắm Hà Ly ơi, tức là bây giờ là quý vị thấy ở đây nha, mình lấy nguyên cái gói ra từ cái phần nước tinh chất mà là ở đây là sâm tươi quý vị nha, đã kết hợp cùng với lại những cái loại nguyên liệu gia vị được nghiên cứu vừa đủ rồi. Thì quý vị nhìn xem nè, từ Hàn Quốc nhập về mình có gì quý vị? Một cái đặc sản của Hàn Quốc thì nó phải đúng cách nấu của người Hàn Quốc. Quý vị nhìn xem nha, đúng cách nấu là ở bên trong cái phần nhân gà này nó sẽ có là cái phần gạo nếp nha quý vị. Gạo mà nếp gạo nếp của Hàn Quốc rất là thơm quý vị nha. Rồi quý vị nhìn xem nè. Đấy đấy đấy, Trinh lấy ra một chút cho quý vị thôi. Đó rồi quý vị. Nếu như mà quý vị nào mà chúng ta là những người lớn tuổi đó, đã lâu rồi mình ăn không có ngon đó quý vị, thì Trinh nói thật á, quý vị cứ lấy ngay túi canh gà này ra đi, trời ngon lắm. Trinh mới nói thật với quý vị là nó ngon cực kỳ, nó thơm cực kỳ luôn. Đây Ly ơi, nhìn tới đây nè, Ly thấy nó thơm không? Ở trong đây có táo đỏ nữa nè. Đó. Mà thịt mềm nhừ nha quý vị. Mềm lắm luôn. Ngon quá. Ôi ngon kiểu quá. Này là chị, em nghĩ là mình nếu mà không có thời gian nhiều, mình chỉ cần bỏ vào trong lò vi sóng thôi. Đúng mình hâm nóng lại thôi là ăn được rồi. Còn không quý vị kết hợp thêm nữa là táo đỏ hoặc là hành taro hoặc là hành lá này này quý vị, mình bỏ thêm cho ngọt nước cũng được, không sao. Đúng còn rồi. Nếu như không mình cứ ăn trực tiếp, tại vì vốn dĩ là tất cả những cái nguyên liệu này nè là trong cái phần nước cốt nó đã có rồi nha quý vị. Quý vị và dồn ở bên trong con gà là cũng đã có luôn. Một ký quý vị ơi, một túi như thế này là một ký trên à, tính ra là quá nhiều và cực kỳ tiết kiệm. 699.000 đồng. Ly nói thật quý vị, nhiều khi mình ra cửa hàng Hàn Quốc đúng không, hoặc là những cái nơi đó mình mua tất cả những cái nguyên liệu này về, quý vị sẽ thấy là nguyên liệu Hàn Quốc tính ra cái giá cũng hơi hơi cao đó quý vị. Bây giờ ví dụ như là quý vị cầm 700-800 ngàn đồng mình đi mua hết cái nguyên liệu là gì ạ? Đương nhiên là phải có gà rồi nè, rồi gạo nếp nè, rồi gạo cũng phải là gạo ngon ha. Đúng rồi nhân sâm tươi nè quý vị, nhân sâm tươi, tươi này quan trọng nha quý vị chứ. Rồi thêm nữa là táo đỏ nè, hạt dẻ rồi tỏi nè quý vị, mình mua về đi, coi như là mình cũng có điều kiện mình mua về, nhưng mà mình có chế biến được như người ta hay không. Đúng còn vậy. Bây giờ đây chỉ cần quý vị đặt đơn hàng thôi là quý vị có ngay dưỡng chất là từ thịt gà nè, từ nếp nè, từ thêm nữa là gạo nè, từ hạt sen, từ táo đỏ nè, tỏi nè, nhân sâm nè quý vị. Ly cứ phải nhắc lại thôi, nhập trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, quý vị tin được không, là cái túi này nè là từ Hàn Quốc nhập về Việt Nam luôn và có tem nhãn phụ đằng sau để về nhà mình yên tâm nha. Bao nhiêu gói ạ? 1, 2, 3 gói là 3 kg. 3 kg canh gà hầm sâm quý vị nhé. Đây. Mức giá 699.000 đồng, thật sự quá tiết kiệm. Chúng quá tiết kiệm luôn. Chúng tôi tặng cho quý vị thêm 100 gói trà sâm. Đây đang là cái bộ sản phẩm độc quyền đó, ở ngoài người ta có bán nhưng chúng tôi đang độc quyền về số lượng, mức giá và quà tặng quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và nếu mà quý vị ra bên ngoài thì làm sao mà quý vị có được một cái bữa tiệc mà có những cái súp và từ canh gà và từ sâm tươi như thế này mà đến từ Hàn Quốc với mức giá là 699.000 đồng? Không thể quý vị nha. Ở đây quý vị sẽ kết hợp trong đông y, từ thịt gà có vị ngọt, rồi còn có thêm đó chính là nhân sâm có tính hàn, rồi vị ngọt, và bên cạnh đó là đây là một trong tứ đại danh dược từ xưa đến nay của Hàn Quốc quý vị nha. Và ngay cả nước châu Á của chúng ta đều có một quan niệm như vậy. Và thực tế khi mà kết hợp sâm tươi cùng với thịt gà quý vị ơi và táo đỏ nữa, thì thành phần ở bên trong quý vị có biết không, nó chứa nhiều chất dinh dưỡng lắm luôn, chất khoáng vi lượng. Người Hàn Quốc thì từ xưa đến nay đã rất là ưa chuộng và kết hợp những cái món ăn như thế này, kết hợp lại với nhau thành một cái món bồi bổ sức khỏe của chúng ta rồi. Gà hầm sâm trở thành một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người Hàn Quốc từ xưa đến nay rồi quý vị nha. Và ngày hôm nay lần đầu tiên canh gà hầm sâm của Hàn Quốc này đã có mặt tại Việt Nam trên VTV Hyundai. Quý vị sẽ không cần phải đi đâu xa, quý vị có ngay hương vị đặc trưng của gà hầm sâm và thảo mộc, thơm ngon, hấp dẫn, bổ dưỡng, dùng rất là tốt với sức khỏe của mình. Và quý vị lưu ý nha, sản phẩm này sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Dạ, và thành phần thịt gà là bao nhiêu quý vị? 48% luôn. Đúng. Gạo nếp là 3%, gạo là 1,5% nè. Nhân sâm tươi cả nhà mình ơi, các cô chú ơi đặt hàng nhanh đi ha. Nhân sâm tươi 0,8% luôn đấy ạ. Rồi thêm hạt dẻ nè,
táo đỏ nè, tỏi nè, và gia vị cứ kỳ vương miệng luôn. Cắn một cái thôi ăn là ghiền quý vị ạ. Ăn trực tiếp sau khi mình làm nóng quý vị ha. Hoặc là quý vị có thể thêm cái gia vị hành lá, rau mùi tùy thích ý của mình ạ, rau thơm tùy mình luôn, bổ sung dinh dưỡng, tẩm bổ cho cơ thể của mình, tăng cường cái sức đề kháng ạ. Và mức giá độc quyền cũng như là quà tặng có số lượng quý vị ơi, bên ngoài có bán không? Có nha, nhưng mà chúng tôi đang được độc quyền về cái số lượng kết hợp quà tặng kết hợp mức giá chỉ có 699.000 đồng. 3 túi như thế này là 3 kg rồi. Rồi tặng thêm cho quý vị 100 cái gói trà sâm nữa. Đây, mình có thể là mình lấy thành một cái chén như thế này. Nói là túi canh thôi chứ nó giống như kiểu là lẩu là cháo vậy đó quý vị. Có một cạo gạo nếp đó quý vị. Nó có nếp ở bên nên trong là nữa, bây giờ thơm. Nó thơm mà quý vị cứ hình dung cái đi, khi mà chúng ta đang mệt mỏi mà lớn tuổi rồi, vị giác của mình nó không được như trước Liên. Mình ăn không có được ngon thì bây giờ cái nước nó vừa ngọt cho quý vị mà nó thơm. Thật nó rất là thơm dễ chịu quý vị nha. Mà bên cạnh đó bên trong đó quý vị cái thịt gà nó nguyên một con mà nó mềm. Nó mềm ăn tới đâu là nó tan ở trong cái khuôn miệng mình tới đó. Rồi kết hợp thêm là gạo nếp thơm của Hàn Quốc nữa. Rồi thêm táo đỏ nữa quý vị. Và đặc biệt là cái chất dinh dưỡng có trong sâm với thịt gà mà nó hòa quyện cùng với nhau thì phải nói là quá tuyệt vời quý vị. Ngon quá quý vị ơi. Quý vị ơi, quý vị á, bây giờ không cần phải nêm nếm gì hết. Thật sự á, ai mà ăn cay á thì mình cho thêm một chút xíu ớt nên đúng cái vị cay của mình thôi. Chị công nhận cái gọi là ngon quá. Em hỏi là tại sao mà mấy anh mà nhiều khi mà gọi là chăm vợ đi săn đó quý vị, mà nhiều khi nói là tôi đâu có ăn thịt đâu, tôi hút nước không à, chứ mình lại tăng cân hơn vợ mình đó, là tại vì sao? Cái bổ nó ở trong nước hết. Mà ở đây công nhận luôn là đúng theo kiểu là truyền thống Hàn Quốc luôn quý vị. Có nghĩa là người ta gọi là hầm á quý vị ha, rất là lâu, và cái thịt gà quý vị cắn vào một cái thôi là mình cảm giác nó mềm, nó rụt trong cái miệng của mình, nhưng mà nó không có hề bị vỡ ra quý vị. Rồi thêm nữa là gì quý vị ơi, cái vị của gọi là táo đỏ nè, rồi của là hạt dẻ nè quý vị, cực kỳ thơm ngon luôn. Đúng cho rồi. Nên là cái vị nó cứ dịu ở trong cái miệng của mình á. Bao lâu rồi cô chú anh chị mình chưa có gọi là tẩm bổ quý vị. Mình tẩm bổ đi, em nghĩ cái này là cả nhà mình cũng tẩm bổ được luôn á, tại vì trong này là nguyên một con gà. Thật cứ sự một luôn. Túi như vậy là 1 kg, có gà rồi có nếp ở trong này nữa, và những cái dinh dưỡng là trong này có rất cực kỳ nhiều. Thơm lắm. Thơm vô cùng luôn. Nhưng mà điều hay ở chỗ là quý vị đâu có mất nhiều thời gian chế biến đâu. Nhiều khi mình đi làm về mệt quá, 9-10 giờ đêm rồi, ngon cả ngày chưa đó. Ăn gì. Thì bây giờ quý vị lấy ngay một cái túi canh gà cho xin. Quý vị hả, chỉ cần là chúng ta cho vào trong lò vi sóng, hoặc là quý vị bỏ trong nồi như trên mà đi ăn làm mình đun lên thôi. Rồi mình thưởng thức liền. Ở ngoài 699.000 đồng quý vị không thể tìm được đâu nha quý vị nhé. Một combo 3 túi như thế này, mỗi túi là 1 kg. Rồi chúng ta tặng cho quý vị thêm 100 gói trà sâm nữa. Hình dung là cả nhà của chúng ta quay cùng với một cái tô hả, một cái nồi súp canh gà như thế này, hầm sâm quý vị nha. Rồi có thêm những cái ly trà nóng nữa, xì xa xì xập cùng ăn với nhau, cùng uống với nhau. Mệt mỏi tan biến hết. Thôi thì Trinh biết rằng là bây giờ mọi người ai cũng muốn là sức khỏe của mình nó khỏe hơn, nó bổ dưỡng hơn từ những cái thành phần, những món ăn từ thiên nhiên của mình. Nhưng mà đâu phải lúc nào quý vị muốn là được đâu quý vị. Thời gian thì không có Ly ơi, bận rộn rồi cứ hả từng chút cái nguyên liệu gia vị như vậy đôi khi nó mất thời gian quá trời luôn đó. Mình có ai làm giùm thì mình cảm ơn, nhưng mà mình bận quá mà không có ai làm thì lúc đó mình phải tìm giải pháp thôi. Giải pháp như bây giờ quý vị thấy không, thay vì là cả một buổi thì bây giờ là khoảng 10 đến 15 phút thôi có ngay một cái nồi canh gà hầm sâm như thế này luôn. Có nhiều cô chú á gọi điện thoại và hỏi tổng đài viên của chúng tôi là ủa con ơi, cái gà này nè là nó có một cái phần đùi thôi hay là đùi gốc tư hay là sao? Dạ không nha các cô chú, nguyên một con gà và bên trong đó là có nhồi nếp ở bên trong luôn ạ. Rồi tại sao cái nước nó ngọt, tại vì cái thành phần của nó đó các cô chú là có luôn cả là hành tây nè, có táo đỏ, có hạt dẻ nè, có tỏi và có nhân sâm đó cô chú ơi. Cho nên tại sao mà Diệu Ly nói là mình đặt về mình tẩm bổ ha, canh gà hầm sâm Hàn Quốc một túi là 1 kg, nguyên một con gà ở bên trong ạ. Và không chỉ là thịt gà đâu nha, còn có gạo nếp nè, có luôn cả là gạo ngon nữa, rồi thêm nữa là nhân sâm tươi ạ, đó đặc sản Hàn Quốc đó. Rồi á, hạt dẻ, táo đỏ, tỏi nè, cực kỳ vừa miệng luôn. Còn không, quý vị muốn là bỏ thêm rau củ mình ăn thêm cũng được ạ. Và mức giá dùng thử đặt hàng nhanh thôi, số lượng có hạn mà, 699.000 đồng. Bây giờ đi ăn một cái lẩu gà đó, nhiều khi là cả đại gia đình đó là ăn được một cái thôi. Còn ở đây là có tới 3 túi canh gà hầm sâm về làm lẩu hoặc là làm cháo cũng được luôn quý vị. Tại sao mình nên ăn cái canh gà hầm sâm này? Tại vì nhiều khi á mình mệt mỏi trong người lắm, mình cứ nghĩ là thôi không sao đâu, ngồi nghỉ chút xíu là được. Nhưng mà quý vị có biết là nhiều khi á mình nằm ngủ mình đâu có ngủ được đâu, cơ thể của mình nó thiếu dưỡng chất á quý vị. Rồi á mình hoạt động trong ngày á, cái chất lượng cuộc sống của mình nó bị giảm xuống lắm. Mình cảm thấy khó chịu lắm, nhiều khi mình hơi quay mình hơi chóng mặt nè. Thậm chí nha, bây giờ Ly thấy nhiều người á có cái thói quen không có được tốt đâu, Ly không có ủng hộ chút xíu nào đâu, là mình làm mà làm quên ăn luôn. Thật ra là phổ biến lắm á Ly. Thì đó, thì thật ra là tại sao ngày xưa á mình thấy là ông
bà mình á, nhiều khi là cứ ra ngoài đồng cày cấy, nhưng mà ông bà sức khỏe rất là tốt, chị công nhận không? Ngày xưa ông bà mình đâu có bị đau bao tử như tụi mình bây giờ. Còn bây giờ tụi mình là rất là nhiều người đau bao tử, tại vì ăn uống không đủ chất và không có đúng cái sự tẩm bổ giờ giấc đúng giờ. Đúng rồi, ngày xưa thấy ông bà mình mỗi lần đi ra đồng mình hay cái phần cơm nắm á, lúc nào cũng gói trong lá chuối. Mà cứ đúng giờ trưa là lên là ăn, giờ là bận cỡ nào thì cũng phải tìm cái bóng mát và ngồi trong đó là cứ ngồi ăn, rồi thêm một chút ớt, một chút rau nữa là xong buổi trưa. Nhưng mà thà có như vậy thì vẫn có chất dinh dưỡng hơn là chúng ta nhịn ăn quý vị nhá. Nhưng bây giờ thì cũng thông cảm với quý vị và cả với Ly và Trinh là bị bận quá, nhiều khi là công việc cuối năm nó cuốn cuốn mình đi, hoặc là đầu năm mới mình có nhiều việc nè, hoặc là trong năm của mình có những cái nhiều dịp đặc biệt khác nhau. Thôi thì bây giờ đó quý vị, mình hãy giúp cho mình đi tẩm bổ, phải bổ, phải khỏe thì chúng ta mới làm được nhiều việc tốt. Mà chúng ta hãy nên lựa chọn những cái sản phẩm nó phải chất lượng nha quý vị. Nó phải rõ ràng nguồn gốc ở đâu nha. Vậy thì ngày hôm nay quý vị đang nhìn thấy gì ở đây? Quý vị thấy là sự kết hợp từ gạo nếp ngon của Hàn Quốc, từ nhân sâm tươi của Hàn Quốc, từ gia vị tốt của sức khỏe của chúng ta là tỏi, hạt dẻ, táo đỏ, và đặc biệt là cái tính ngọt và tính ấm, vị ôm của thịt gà kết hợp lại với nhau trong những cái túi canh gà hầm sâm như thế này. Thì quý vị cứ hình dung đi, mệt cỡ nào mình có 1kg túi canh gà hầm sâm như vậy thì mình chỉ cần mất từ 5 tới 10 phút thôi, mình làm nóng lại là mình có thể sử dụng ngay với những thành viên ở trong nhà của mình rồi, đâu có mất nhiều thời gian đâu Ly ha. Mà bên cạnh đó là mình thấy nó bổ dưỡng từ ở bên trong luôn. Mà em thấy cái vị này nó quá dễ ăn, thậm chí là ai nó mà rất là ăn thơm cái phần sụt gà ghiền luôn đó. Là cắn một cái thôi là nghe rột 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 mà nó cực kỳ mềm. Hồi nãy em thấy chị ăn hết nguyên chén rồi, đang dẫn chương trình chứ mà cũng tranh thủ ăn hết cả chén đó quý vị đó, ha. Quý vị thấy tiện không? Hàn Quốc thì người ta gọi là những cái túi canh, nhưng mà khi quý vị mở ra về nhà quý vị sẽ thấy là nó giống như những cái túi súp cháo hoặc là lẩu luôn vậy đó quý vị ha. Đúng rồi. Cô chú nào hồi nãy hỏi là cái này chắc là chỉ có một cái đùi gà hoặc là một cái cánh gà, dạ không có. Nguyên một con gà quý vị nha. Người ta làm nguyên một con gà luôn quý vị ha. Đúng rồi, quý vị nhìn xem nè. Mà quý vị thấy không, là cái hàng này á, vận chuyển trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam mà vẫn nguyên vẹn như thế này, có nghĩa là cái quy trình người ta sản xuất ạ, người ta chế biến và người ta vận chuyển đảm bảo cho quý vị luôn là cực kỳ cao cấp luôn quý vị, cho nên mình thích lắm. Bên trong là nó có nhồi thêm nữa là nếp nữa đó quý vị ha. Còn cái phần nước này nè thì quý vị yên tâm, nó rất là bổ, vì sao? Nó có luôn cả cái nước cốt á, là từ hạt dẻ nè, rồi từ là tỏi nè, từ nhân sâm nè, từ táo đỏ nè quý vị. Dạ có hết, hành ba rô là có luôn. Đúng những rồi. Cái vị truyền thống của Hàn Quốc đó thì về thì mình chế biến thêm trên đúng ha, bỏ thêm nấm. Mình thấy là như mình là có nấm nè Ly ha, có hành lá hoặc là ba rô đó quý vị. Quý vị cứ cho thêm vào, nó vừa có thêm dưỡng chất mà nó lại còn vừa tốt cho mình nữa. Và nhất là đối với những người lớn tuổi, Trinh biết là nhiều khi không phải là mình không muốn ăn đồ ngon đâu quý vị, mà là do cái vị giác của mình nó đã bị lão hóa theo thời gian. Nhiều khi mình mệt quá mình cũng không muốn ăn ngon, phải không quý vị? Thì bây giờ quý vị nhìn xem, bây giờ chúng tôi đang hỗ trợ cho quý vị ở đây một cái giải pháp rất là nhanh chóng và tiện lợi như thế này. Nào quý vị nhìn ở đây nha, đây ra nguyên một con gà đúng như Ly nói đó quý vị ơi, chứ không phải là một gốc tư hay là một cái cánh đó quý vị nha. Và khi mà chúng ta mở ra bên trong thì quý vị nhìn xem nè, ở bên trong là gạo nếp đó quý vị. Đây là cách nấu đặc trưng của người Hàn Quốc, những bữa ăn của họ quý vị nha, tức là gạo nếp rất là dẻo như thế này, kết hợp với thịt gà mà nó mềm nhừ. Mà quý vị nhìn xem thịt ở bên trong này, nó chín mà nó không hề bị khô. Ôi ôi quý vị nhìn xem, thơm đây quá. Tuyệt vời không quý vị? Đó, đây. Bảo sao người Hàn Quốc ăn thế này mà họ trẻ lâu Ly ha. Đúng rồi, các với lại dù cho họ có già thì họ đó. Vẫn gọi là sống thọ và sống khỏe chị ơi. Tuyệt tại vì luôn. Là cái bí kíp của người Hàn Quốc quý vị thấy là trong cái văn hóa ẩm thực của họ lúc nào cũng có nhân sâm. Mà kể cả tới thịt gà thì cũng vậy quý vị ạ. Quý vị biết là thịt gà nó có cái vị là vị ngọt ha, có tính ấm nè, và nó không có độc. Nhiều khi mình ăn những cái loại thịt khác thì người ta còn nói mình là cẩn thận ăn vừa vừa thôi. Nhưng mà thịt gà thì quý vị thấy là tẩm bổ rất là nhiều luôn. Rồi chưa kể là nó có nhiều cái vitamin nè, protein rất là cao nè, và dùng để bồi bổ cơ thể. Nhưng mà đã hết đâu, nguyên một con gà nha các cô chú, cứ một túi như thế này là nguyên một con gà, nhớ giúp Diệu Ly ha. Rồi thêm nữa là mình có là sâm ở bên trong này, sâm mà sâm thì là sâm tươi. Đúng mà rồi. Đặc sản của Hàn Quốc thì chắc chắn phải là sâm kết hợp cùng với lại là thịt gà nữa, thì cái này nó được dùng để mà tăng cường sức khỏe quý vị ạ. Cho nên là vừa có gà nè, vừa có sâm nè, vừa có thêm nữa là những cái để mà nêm nếm cùng với nó, cực kỳ dinh dưỡng cho nhà mình. Có gạo nè, có gạo nếp nè, rồi có thêm nữa là những cái hành paro ha, rất là đặc trưng trong cái phần nước của nó là cực kỳ thơm luôn. Hạt dẻ nè, táo đỏ nè, rồi tỏi nè, rồi những cái phụ liệu khác nữa. Sản phẩm được nhập trực tiếp từ Hàn Quốc và đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Quý vị biết là người Hàn Quốc người ta cũng khó lắm trong những cái gọi là sự lựa chọn về cái đúng ẩm rồi. thực. Cho nên là ngày hôm nay với cái mức giá này, một lần nữa Diệu Ly phải nói lại nè, là chúng tôi đang có cái giá độc quyền. Có nghĩa là bên ngoài người ta có bán những cái túi canh gà hầm sâm này, có chứ, nhiều có lắm, nhiều đơn vị họ bán, họ nhập về lắm. Nhưng mà về
mức giá 3 túi ạ, 3 túi mà 699.000 đồng, tặng thêm cho quý vị là 100 gói trà sâm. Thì đây đang là bộ sản phẩm độc quyền trên VTV Hyundai quý vị ha. 3 túi là 3 ký nha quý vị, tặng thêm 100 gói trà sâm nữa. Ôi trên ơi, ăn xong rồi cái uống trà sâm là đúng bài luôn ha. Đúng bài luôn, mà đúng cái cách mà chúng ta đang bội bổ sức khỏe của chúng ta từ ở bên trong. Mà mỗi lần mà khi mà Ly nói tới thịt gà, chị cứ nhìn vào nguyên một cái con gà ở trong cái túi canh gà hầm sâm này. Mà tại vì sao quý vị, chị thích ăn mềm mềm, mà ở đây nó đúng cái mình cần luôn quý vị. Ai mà đang bị đau răng, nhất răng là cô chú lớn tuổi mà răng mình cũng đã không còn được chắc như xưa đó. Chính đảm bảo đó quý vị, ăn cái này rồi là quý vị sẽ thích mê luôn quý vị luôn. Mà nó mềm thế này quý vị ơi, nó mềm nhừ luôn đó quý vị nha. Và nó giúp cho mình nó là ăn rất là ngon ở chỗ là nó vẫn bổ dưỡng cho mình từ những cái thành phần từ ở bên trong luôn. Nóng vừa đây, thơm đây, đây quý vị ơi. Đó, thêm một chút xíu nữa đi. Ăn nhiều mới thấy cảm thấy là nó đã chứ ăn chút chút không đủ hết trơn á. Em nghĩ là tí nữa chắc Trinh là Trinh sẽ ăn nguyên cả nồi đó chứ không có vụ mà chút chút đâu quý vị. Và quý vị nhìn là cái phần thịt gà ha. Đó, hồi nãy là nó nguyên con, mà đến khi mà chúng tôi gọi là xé ra thì quý vị thấy là cái phần thịt nó không hề bị khô. Đúng chứ rồi. Nhiều khi á, những cái thịt đó mà mình mua ở trong siêu thị mình thấy cũng nhiều lắm, nhưng mà đôi khi mình ăn á, cái cảm giác nó không còn ngon nữa. Còn ở đây quý vị nhìn nè, nó mềm rục ra như thế này luôn. Cô chú nào á, mà sợ ăn thịt giác răng đâu, không có lo quý vị. Lo, cái quý này vị. Nhai đảm tới đâu á, là đảm bảo cho mình tới đảm đó luôn, luôn ha. Nè, rồi cả là nếp ở bên trong nữa, quý vị để ý mà xem. Cực kỳ ngon, cực kỳ thơm luôn. Mình thích thì mình cứ bỏ thêm cái táo đỏ vào nha quý vị nha. Đó, quý vị thấy không? Đây đó, là một cái nồi như thế này. Làm bỏ nấm, bỏ rau thêm cũng được, thích cái gì mình cứ bỏ thêm vào. Còn không thì nhanh gọn lẹ, mình cứ mở ra mình ăn thôi. Dạ, hâm nóng thôi là ăn. Dạ, nguyên cả một con gà mà quý vị thấy ha. Cực kỳ ngon luôn. Đó, quá đây, thích luôn cả nhà ơi. Rõ ràng là như vậy, và quý vị đảm bảo cho quý vị luôn đó là mình phải đặt hàng liền nha. Còn với không đặt hàng thì cái mức giá giới thiệu đặc biệt này nó số lượng có hạn lắm luôn đó quý vị. Combo tới 3 túi, mỗi túi 1 ký quý vị nha, tặng thêm 100 gói trà sâm của Hàn Quốc nữa. Phải nói rằng là không cần phải đi đâu xa mà có sản phẩm xịn như thế này ở nhà của mình. Bất cứ khi nào mình cần để mà bồi bổ sức khỏe cho mình thì thật sự quý vị đừng nên bỏ qua cơ hội này nhé. Thời gian còn lại của chúng ta không có nhiều, rất là mong quý vị nhanh chóng đặt hàng nha. Nhớ dùm cho Trinh và Ly 699.000 đồng chỉ có trong chương trình này và riêng ngày hôm nay thôi quý vị. Nhớ dùm cho Trinh và Ly rằng là đây là giá dùng thử, số lượng có hạn và combo độc quyền chỉ có trên VTV Hyundai thôi. Mua ở ngoài có không ạ? Có quý có vị đó, ơi, dòng sản phẩm mà này là cực kỳ nổi tiếng, nhưng mà quà tặng chúng tôi đang có 100 gói trà sâm tặng cho quý vị nè. Nhiều đúng khi rồi. Sợ là bên ngoài người ta không có tặng kèm theo đâu nha. Rồi quà tặng cũng là từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn, và mức giá chỉ có 699.000 đồng thôi. Quý vị cứ thử tưởng tượng là 600-700, nhiều khi á là mình làm được một nồi lẩu lớn cho nhà mình thôi. Còn ở đây về nhà ha, 3 túi canh này là 3 con gà đó đúng quý, rồi, vị. Quý vị. Thêm nữa những cái thành phần gia vị bên trong, đặc sản Hàn Quốc, món ăn truyền thống của người Hàn Quốc, tẩm bổ cho cơ thể mình quý vị ha. 3 túi cho nhà mình tẩm bổ, đại tẩm bổ luôn. Nay đã có tại Việt Nam rồi mà mức giá thì quá hấp dẫn ạ. Mà cái giá này là giá dùng thử cả nhà mình ơi. Giá dùng thử đó. Chứ nhiều khi mua lẻ từng gói có khi cũng vài trăm ngàn nha quý vị. Hôm nay 699.000 đồng, 3 gói là 3 kg canh gà hầm sâm, và bên trong là nguyên một con gà quý vị ha. Chính rồi, xác luôn. Tặng cho quý vị 100 gói trà sâm nữa. Nhưng mà thời gian không có nhiều nha quý vị. Đúng làm rồi, sao chứ Ly thấy là nãy giờ là Trinh đã ăn xong là 3 chén rồi nha quý vị nha. Nhanh tay lên quý vị ơi, cô chú anh chị. 3 chén rồi đó. Đặt hàng ngay từ bây giờ để chúng ta không bỏ qua cơ hội này. Và chúc quý vị sẽ có sức khỏe thật là tốt mỗi ngày cùng với canh gà hầm sâm bổ dưỡng đến từ Hàn Quốc nha. Còn bây giờ thì xin phép quý vị, Trinh và Ly sẽ cùng tiếp tục thưởng thức bữa tiệc ngay tại phiên trường luôn. Còn quý vị thì sao? Đặt hàng là chúng tôi giao về tận nhà cho mình quý vị nha.